hiện thì bên anh cũng nhận được rồi, cơ quan bên anh điều hành xe để làm việc với em. Dạ vâng ạ, thì em cũng xin cán bộ là em xin trình bày sự việc như sau. Thưa cán bộ, thì sự việc thì vào lúc vào hôm qua thì em có đi làm, thì lúc về thì không may là nhà em bị phá và không rõ nguyên nhân, và đứa cháu ở cùng với em thì mất tích không biết đi đâu ấy. Và cũng mong là cán bộ với lại bên cơ quan là giúp em tìm lại cháu. Không cán bộ và cơ quan giúp đỡ. Bên anh cũng đã nhận được thông tin từ em rồi. Em đừng lo, anh sẽ giúp em. Thì em có làm tờ giấy trình báo về sự việc này, cũng mong cán bộ và cơ quan giúp đỡ em nhiều hơn. Dạ, em mời cán bộ xem. Anh vừa mới xem qua cái đơn trình báo của em thì anh thấy trình báo của em cũng rất là hợp lý. Và bây giờ thì anh sẽ báo lên cơ quan bên anh để cơ quan bên anh cố gắng giúp đỡ em là tìm lại cho cháu. Tìm lại cháu. Em cảm ơn cán bộ của cơ quan rất là nhiều. Hôm qua thì em cũng có gửi ảnh qua bên cơ quan bên anh rồi. Thì cơ quan bên anh cũng nhận được và tin ảnh cho em. Em được em thử xem ảnh này có phải là cháu em không? Không. Cảm ơn các cán bộ. Ảnh trong này chứng minh cháu của em. Cháu em mình có khóc nữa. Bên anh sẽ cố gắng để tìm cháu của em. Em đừng khóc nhé. Em đừng khóc nhé. Mày đừng khóc nhé.
Nghe chị ạ. Nghe chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi là chị có thấy đứa cháu ở trong hình này không chị? Đứa này. Dạ, em có thấy chị ạ. Bây giờ anh đem đi cây hoa để hai đứa cây con anh tìm nhé.